Thưa quý khán giả, có một bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong đưa công nghệ thông tin vào trong các hoạt động phục vụ công chúng. Những hình ảnh thông tin về văn hóa, lịch sử được hệ thống một cách chuyên nghiệp, bài bản, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Bảo tàng chứng tích chiến tranh tọa lạc tại địa chỉ số 28 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Một địa chỉ để tìm hiểu về lịch sử văn hóa rất thú vị. Đây là không gian trưng bày các loại bom đạn có chiếu phim và hệ thống âm thanh cảm ứng tiếng nổ của các loại bom đạn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thật ấn tượng. Đặc biệt, gần đây, bảo tàng đã giới thiệu cùng khán giả không gian được ứng dụng công nghệ thông tin tại khu trưng bày chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Thưa ông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bảo tàng là xu hướng không chỉ trong mùa Covid mà là xu hướng chung tất yếu của thế giới. Vậy thì khi thực hiện cái việc mà đưa công nghệ thông tin vào bảo tàng thì bên phía bảo tàng chúng ta đã gặp những khó khăn như thế nào ạ? Cái việc ứng dụng công nghệ thông tin và các cái trang thiết bị nghe nhìn vào trong cái công tác trưng bày, tuyên truyền và giáo dục thì người ta có đã định hướng từ trước. Tuy vậy thì bảo tàng chứng tích tranh là một bảo tàng tự chủ. Trong tình hình thực tế hiện tại thì cái nguồn thu bảo tàng ảnh hưởng vì dịch Covid, cái lượng khách tham quan giảm nhiều. Tuy nhiên thì bảo tàng cũng có những cái kế hoạch để tích lũy kinh phí để mà tùy theo cái điều kiện thực tế của mình để mà áp dụng những công nghệ thông tin đó vào trong bảo tàng. Có khó khăn như vậy nhưng mà bảo tàng cũng được đồng hành cùng với công ty truyền thông Tùng Việt đã cùng với bảo tàng để mà viết những phần mềm cũng như là cung cấp và những trang thiết bị về công nghệ thông tin để cho bảo tàng có thể làm tốt cái công tác là truyền tải thông điệp đến cho khách tham quan. Nằm trong không gian của nhà container, mô phỏng lại mô hình giam giữ những người Việt Nam yêu nước trong chiến tranh, làm xúc động các bạn trẻ, nhất là được nhìn thấy những kỷ vật thấm đẫm tình yêu thời chiến và khát vọng hòa bình của những chiến sĩ cộng sản kiên trung vì hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Khi mà lần này tôi đến bảo tàng chứng tích chiến tranh á, thì tôi lại thấy là ở đây có áp dụng công nghệ thông tin bằng những cái màn hình chạm rất là hay. Khi mà mình chạm vào đó, nó là màn hình cảm ứng và mình sẽ hiện lên thêm nhiều những cái thông tin rất là bổ ích. Mình có thể tìm hiểu thêm ngoài những cái thông tin được treo ở phía trên. Rồi chưa kể là đây còn có mã QR code. Thì khi mà sử dụng điện thoại để sử dụng những cái mã đó thì mình cũng biết thêm nhiều thông tin. Chưa kể là mình có thể lưu lại những cái thông tin đó về nhà, mình có thể tìm hiểu thêm. Có rất nhiều hình ảnh hiện vật về năm nhà tù lớn của miền Nam Việt Nam giai đoạn từ 1954 đến năm 1975 được sưu tầm số hóa, giúp người xem dễ dàng truy cập, tìm hiểu sâu hơn về chuyên đề, tạo sự hào hứng cho du khách về một bảo tàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại. Bạn ơi, khi đến với bảo tàng thì chúng ta được tiếp cận với công nghệ thông tin cũng như là những cái mô hình 3D ấy, thì cái cảm xúc của bạn khác khi mà đến với bảo tàng mà với những cái mô hình trưng bày truyền thống như thế nào ạ? Em có thể chủ động tìm kiếm thông tin những cái chuyên đề mà em thực sự muốn tìm kiếm. Thứ hai là ở đây là nó khái quát cái mô hình nhà tù quốc và côn đảo, thì em không có điều kiện em đi đó thì em có thể quay lại đây em trải nghiệm những cái âm thanh, những cái phim ảnh mà trước đây em chưa từng ra côn đảo. Một điều gây ấn tượng nữa với khách tham quan là không gian có kết hợp phim 3D khắc họa sự tàn khốc ở các chuồng cọp tại nhà tù côn đảo, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Việc ứng dụng các giải pháp thiết kế đồ họa trong trưng bày kết hợp với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, các công nghệ trình chiếu đã mang lại hiệu quả tương tác tốt cho người xem, mà Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một trong các đơn vị tiên phong để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung, luôn hội nhập và phát triển cùng hướng đến tương lai.